Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Đây là Asanjo S6, một sản phẩm mới được ra mắt gần đây. Và hôm nay thì mình cũng đã mượn được một chiếc máy nguyên siêu được thể mở hộp cũng như là trên tay chia sẻ nhanh đến cho các bạn về những thứ bên trong hộp của nó và cũng như là về chiếc máy này. Mức giá của chiếc Asanjo S6 này thì nó sẽ là 2,4 triệu. Nhưng nếu như các bạn mua nhanh thông qua fanpage của Asanjo Việt Nam, các bạn sẽ có cơ hội nhận được quà tặng lên tới là 1,4 triệu, bao gồm là một bếp điện tử trị giá 788.000 và một tai nghe trị giá đâu đó là 509. Như vậy nếu như trừ cái phần quà đó đi thì các bạn sẽ chỉ mua chiếc máy này với giá là 1 triệu đồng mà thôi. Quá là thơm. Cái siêu này thì nó hơi dai nên là mình sẽ mất hơi nhiều công để mở nó ra. Ok, thì đây, cái hộp của nó thì cũng khá là bình thường mà thôi, không có cách đóng hộp gì gọi là đặc biệt hết. Rút ra bên trong, chiếc máy Asanjo S6 của mình sẽ có phiên bản màu gold. Và ở đây thì đã gắn sẵn ốp lưng cho chúng ta rồi. Các bạn sẽ có tiếp theo ở bên dưới, đấy là cục sạc. Mình đoán thì nó sẽ chỉ là một cục sạc bình thường mà thôi. Đây là cáp sạc nhá, micro USB, không phải USB-C. Các bạn sẽ có sẵn luôn cả một miếng dán màn hình này, sẽ hướng dẫn sử dụng toàn bộ bằng tiếng Việt. Cục sạc thì cũng sẽ chỉ là một cục sạc bình thường với nguồn ra là 5V, 1A, không có điểm gì đặc biệt nữa. Bên trong cuối cùng sẽ là tai nghe, và tai nghe dạng nút chống ồn nhá. Qua tất cả kiện sang một bên đi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc Asanjo S6 gần hơn. Thì như mình đã chia sẻ rồi, chiếc máy này sẽ được gắn sẵn lên một cái ốp ở đây luôn. Nên khi các bạn mua, các bạn cũng sẽ không cần lo lắng đến việc là tìm ốp ở đâu, mua ốp ra sao nữa. Họ đã tặng sẵn cho chúng ta và nó cũng sẽ có những cái vân giả da ở trên đây để cầm nó nhám nhám, nó bám tay hơn. Nói chung là ok. Trên chiếc máy thì cũng sẽ dán cho chúng ta một lớp seal ở đây, mình sẽ bỏ ra. Thì về cái chiếc Asanjo S6 này, chúng ta sẽ có thiết kế full body từ nhựa và nó giống như kiểu thiết kế nguyên khối, nhưng không. Thực ra là nó sẽ bóc được nắp lưng để cho chúng ta có thể gắn sim vào bên trong. Đó, các bạn thấy chưa ạ? Nhưng các bạn sẽ lưu ý nhá, mặc dù bóc được lắp lưng ra, những cái quả pin này là pin liền chứ không phải là tháo được luôn pin. Các bạn không nên cố gắng cậy hay là tháo cái quả pin này ra bởi vì nó sẽ gây nguy hiểm đến các bạn. Trên đây cũng đã có cảnh báo rồi, không được tháo rời và cũng như là không được đốt cháy. Đây thì sẽ là nơi cho các bạn gắn được sim. Tất nhiên chiếc máy chúng ta sẽ hỗ trợ hai sim cùng một khe thể nhớ ngoài mở rộng. Bên trên sẽ là cụm camera và đây là cảm biến vân tay một chạm. Cái thiết kế mặt lưng như thế này thì mình thấy nó cũng khá là ổn. Bên dưới thì sẽ có loa ngoài. Lâu lắm rồi mình mới thấy có một sản phẩm đặt loa ngoài ở bên trên cái phần nắp lưng như thế này. Đa số hiện nay những chiếc máy đều đục lỗ ở phía bên dưới ngay đây. Bây giờ thì chiếc máy này có loa ngoài bên dưới thì mình thấy nó cũng kiểu hơi lạ lạ và nó cũng làm cho mình có một cái gì đó hoài niệm về những chiếc máy từ xưa xưa. Quay ra với phần mặt trước đi thì chúng ta cũng sẽ có ở đây màn hình kích thước 6.1 inch. Các bạn sẽ có tỷ lệ là 19.2:9, nó khá là lạ. Nó không phải là 18.5:9 hay là 19.5:9 mà cái màn hình này chơi hẳn cái tỷ lệ đấy là 19.2:9. Thêm nữa thì nó cũng sẽ có ở đây là thiết kế giọt nước mang lại cho các bạn một sự mới mẻ cho một chiếc máy giá rẻ. Và chúng ta cũng sẽ được bo cong ở 4 góc để tạo ra sự mềm mại hơn cho cái phần màn hình. Giao diện bên trong một chiếc máy đang sử dụng thì nó gần như là thuần Google, kể cả những cái thanh status bar hay là khu vực notification. Nó không có một tí gì tùy biến cả, icon cũng sẽ giữ nguyên. Và như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái độ mượt cho chiếc máy này một cách tốt hơn. Về cấu hình hiệu năng của chiếc máy này thì nó sẽ được sở hữu con chip Helio A22. Chúng ta có 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Với cấu hình như vậy thì mình nghĩ nó sẽ làm tốt nhất những cái nhiệm vụ như là lướt web, xem YouTube, check Facebook, các thứ là về mạng xã hội. Còn để mà chơi game thì nó sẽ chơi tốt một số tựa game, ví dụ như là Temp Run, chúng ta có chém hoa quả, hay là nó cũng có thể là chơi được cái tựa game Lego Mobile đấy, nếu như các bạn để mức setting thấp. Về viên pin của sản phẩm này thì nó sẽ được sở hữu một dung lượng khá lớn là 3200 mAh. Thế nhưng nó sẽ không hỗ trợ sạc nhanh nên các bạn sẽ phải lưu ý vấn đề này, sạc pin cho chiếc máy nó sẽ khá là lâu đấy. Quên mất, chưa chia sẻ về camera. Máy sẽ được hỗ trợ đến 3 ống kính camera với độ phân giải lần lượt là 13MP, 2MP và 2MP. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều những chế độ chụp ở đây. Ví dụ như chúng ta sẽ có chụp ảnh thông thường là không thể thiếu này. Các bạn sẽ có chụp ảnh HD này, các bạn sẽ có chế độ làm đẹp này. Và nó cũng sẽ được hỗ trợ AI các thứ để cho các bạn có thể nhận diện bối cảnh cũng như là cân bằng màu sắc một cách chính xác hơn. Thêm nữa thì các bạn cũng sẽ có luôn ở đây, đấy là tính năng chụp hình xóa phông. Rất là ngon nhá. Và cụ thể mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn sau về khả năng chụp ảnh xóa phông trên sản phẩm này nó sẽ như thế nào, nó có ngon ở trong cái phân khúc tầm giá 2 triệu này hay không. Nhưng mình nghĩ thì nó cũng sẽ nằm ở mức gọi là chụp và lưu giữ lại khoảnh khắc vui vẻ mà thôi. Chứ còn độ sắc nét ở cái phân khúc tầm giá này thì các bạn cũng sẽ không nên yêu cầu và cũng như là không nên hy vọng quá nhiều.
Và đó là video mình trên tay chia sẻ đến các bạn về chiếc Asanzo S6, một sản phẩm hôm nay chính thức bán ra của Asanzo. Và không biết là có bạn nào đã mua và nhận được món quà tặng lên tới là 1,4 triệu hay không. Xin comment để lại cái chia sẻ cũng như là cái cảm nhận các bạn ở phía bên dưới cùng lượng video về chiếc máy này. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy rich đừng quên để là một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Thì Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.